Hello, xin chào anh em nha. Hòa Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ tiếp tục mang đến cho anh em mà một cặp loa ở phân khúc giá rất là rẻ nha anh em. Con này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Victor nha anh em. Tên model là SB-B77. Đây cặp loa mà nó sẽ có bass 20, một loa chép mũ nhôm nha anh em. Và đặc biệt là dòng này có một mức công suất rất là kinh khủng khiếp mà đến tận 150W nha anh em. Cái này cấu hình nó phải nói rất là lớn nhưng mà anh em chơi tốt trong không gian phòng tầm 20 hoặc 25 mét vuông đổ lại nha anh em. Còn anh em hát karaoke, hát hò thì nó thả ra lên giọng và nói là vô tư cho anh em. Giá mình để lại cho anh em phải nói là siêu rẻ luôn, chỉ với 2.500.000 đồng thôi nha mà. Đây mà anh em cùng xem chi tiết về cặp loa này. Cái này là hàng mà mình vừa về cho anh em. Bình thức còn siêu mới, siêu đẹp cho anh em. Đây, cái này sẽ trang bị tai một loa bass 20 cho anh em. Đây là chép mũ nhôm cho anh em. Đây, và các trứng loa thì bán hình bao xin tuyệt đối cho anh em yên tâm từ gân viền. Ở đây em sẽ thấy là nó sẽ có một cái lỗ hơi nha anh em. Còn phía dưới là cơ căng của sản phẩm này. Cơ căng đó thì nó sẽ có logo của Victor. Logo này khá là bự cho anh em. Đây, biểu tượng con chó nghe nha. Huyền thoại rồi anh em ạ. Còn đây là mặt sau của cơ căng này nha anh em. Đây, mặt sau cơ căng này. Khung của nó làm nó rất là chắc chắn các bạn. Nhìn rất là đẹp và rất là bắt mắt, sang trọng anh em. Đây, mình đang cùng xem bờ thông số kỹ thuật ở mặt sau của cặp loa này. Đây, cặp loa này anh em sẽ thấy là nó sẽ có hai cái miếng kim loại nha anh em, để cho anh em mà treo lên cái bức tường cho anh em. Anh em thấy là nó cũng sẽ có những cái lỗ để mà cho anh em phải là bắt bức tường nha anh em. Nói chung đối với những dòng loa bookshelf thì cái tính mà tiện dụng nó thì đặt lên rất là cao nên mà anh em có thể mà treo lên tường thì nó sẽ tiết kiệm được không gian nhà của anh em, nhờ để âm thanh nó dàn trải ra tốt hơn. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị cho 200 loa nha anh em, một chiếc chơi là tem nha sản phẩm này. Đây, Victor model SB-B77 nha anh em. Con này công suất của nó là 150W, trở kháng là 6 ohm, hàng chính hãng là Made in Japan nha anh em. Đây, tương tự là cặp loa cũng chơi nha anh em. Đây, nó sẽ có một cái miếng kim loại để mà anh em gắn lên tường. Sexy 7 màu với anh em, mới là đẹp khen nha em ạ. Giá gì với 2.500.000 thôi nha anh em. Đây, anh em muốn mua thì anh em có thể liên hệ với mình nha anh em, điện thoại hoặc Zalo của Nhật. Bây giờ mình sẽ vào ngay bài test chất âm, mời anh em. Anh đến với em một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn sang sáng. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng. Giờ trong
Rồi em thấy sao về set âm của cặp đôi này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em để cái kênh để ủng hộ Nhật Audio nha. Xin chào và hẹn em sau những video tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.